Chương trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đài Little Sài Gòn TV chúng tôi xin hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, hôm nay là tuần lễ đầu tiên của năm Bính Thân 2016. Đài Little Sài Gòn chúng tôi cùng Trí Đức quyết định sẽ dành một chương trình đặc biệt cho ngày hôm nay, tức là tuần lễ đầu tiên của năm Bính Thân 2016. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là món quà đầu năm. Kính thưa quý vị, chương trình tử vi và số mệnh của chúng ta thì như thường lệ là chúng ta cần có năm tháng ngày giờ sanh, để từ đó chúng ta có thể xem được một lá số tử vi và có thể nói được chuẩn đích cuộc đời, số mệnh của một con người. Tuy nhiên, ngày hôm nay với chương trình món quà đầu năm cho quý vị, chúng tôi sẵn sàng nhận tất cả những gọi vào, chỉ cần cho biết năm sanh là có thể nói được cái sự biến thiên về tình cảm, công danh sự nghiệp cũng như là sức khỏe trong một năm một cách cơ bản. Và nếu quý vị nào có sẵn cả năm tháng ngày giờ sanh của dương lịch thì lá số sẽ được chuẩn xác hơn. Cho nên chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là quà tặng đầu năm. Xin quý vị cứ gọi thoải mái vào, chúng tôi cố gắng hết tất cả khả năng để có thể giao lưu, nhận được tất cả những số phone của quý vị. Vị khách đầu tiên xin cho biết ngày tháng giờ năm sanh, hoặc là chỉ biết năm sanh không thôi ạ. 11/28/67. Nữ, ngày 11/28. Ngày 28/11. 67. Rồi, sanh lúc mấy giờ? Dạ, khoảng 8 giờ tối. Khoảng 8 giờ tối. Rồi như thế, tôi lấy người này sẽ lấy vào giờ thìn nhé. Sẽ lấy vào giờ thìn. Như thế thì 8 giờ sáng. Khi quý vị có được năm tháng ngày giờ sanh thì quý vị sẽ có được một món quà, đó là biết về cái bí mật cuộc đời của mình, biết về số mệnh của mình như thế nào, và sau đó sẽ biết được một kết quả của năm Bính Thân như thế nào. Người nữ này có số mệnh là mệnh thiên lương, có sao địa không ngộ thái tuế. Điều này chứng tỏ rằng người này là một người có cái tâm tốt, là một người đẹp, có tâm tốt, một đời bận rộn, lo suốt mọi việc và rất là khổ về vấn đề kiếm tiền, kiếm bạc, rất là cực khổ. Người này, tuy nhiên người này lấy chồng thì được cái là người chồng có chức phận, chức quyền, có tiền, có bạc ngay. Năm nay đang ở vào cái tuổi 46, 49 tuổi Tây và 50 tuổi ta. Như thế, người này nói về cuộc đời mà thành công là phải đến giai đoạn bắt đầu từ 42, là hiện tại đang trong giai đoạn sửa soạn để vào thành công. 42 cho tới 52, và sau đó 52 tới 62, 62 tới 72, và sẽ liên tục. Đây là một cuộc đời chịu khó buôn bán làm ăn tảo tần, cùng với chồng có chức phận làm việc buôn bán, khó sinh con, khó thụ thai, có thể khoảng từ 2 tới 3 mà thôi. Sau đó về vấn đề tài chính thì làm việc rất cực khổ. Đây là một đời sống khá trên trung lưu. Chúc may mắn. Xin cho biết người kế tiếp ạ. Dạ, thưa thầy, cháu sinh tháng 12 ngày 22 buổi trưa 1 giờ thầy. 1991 và lúc 12 giờ trưa. Dạ 11 giờ. 11 giờ rồi. 11 giờ trưa. 12 giờ trưa. Ngày 22 tháng 12 năm 1991. Dạ. Và sanh lúc khoảng 11 giờ trưa.
Lá số người này như sau. Đây là một người nữ có một cuộc đời, đây là một người nữ, thứ nhất là người mệnh thổ, sức khỏe thì tốt. Tuy nhiên, sức khỏe tốt. Tuy nhiên người này một đời rất là bận rộn, bởi vì mệnh có cái thái tuế cư mệnh, tức là một đời mình lúc nào cũng làm việc, và cái kiếm tiền kiếm bạc thì vô cùng cực khổ, mà tại vì cự môn hóa lộc ngồi địa kiếp hợp triệt, tức là suốt cả một cuộc đời của mình tiền kiếm có rồi lại ra, kiếm có lại ra, lấy chồng, lấy chồng thì chồng là người giỏi, nhưng mà vì cái sinh hoạt cuộc đời của mình, với cái lối sống của mình nó hoàn toàn nó khác biệt với người chồng, cho nên chồng thì tốt, thế nhưng mà không có gắn bó hạnh phúc sống bên cạnh sát người chồng được. Người này về đến vận từ 52 tuổi trở đi thì mới được mọi sự như ý. Từ 52 tuổi trở đi thì mới được mọi sự như ý. Đây là một người lập gia đình khó, và khi lập gia đình rồi thì người chồng ở trong một hoàn cảnh mà hai vợ chồng ít gặp nhau lắm. Mặc dù người chồng là người rất là tốt, con cái thì lo cho con bình thường thôi. Cuối cuộc đời người này sẽ là cái người có tiền vào giai đoạn từ 60 tuổi trở đi. Sơ lược số mệnh là như thế. Alo, cho biết người kế tiếp ạ. Trên đài có chữ Phi không ạ? Xin cho biết ngày tháng giờ năm sinh ạ. Không cần hỏi, xin cho biết ngày tháng giờ năm sinh ạ. Năm sinh là 58, Mậu Tuất. Buổi sáng, 5 giờ sáng. 58, rồi. Không có ngày tháng năm sinh phải không? Ngày 4 tháng 4. Ngày 4 tháng 4 sinh 58. Rồi, ngày 4 tháng 4 năm 1958 sinh lúc mấy giờ, lặp lại? Buổi sáng. Mấy giờ? Buổi sáng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mấy giờ sáng? Xin cho nó rõ. Alo. Ngày 4 tháng 4 sinh năm 1958. Buổi sáng, 5 giờ sáng. Rồi, rồi. 5 giờ sáng, số người nữ này như sau. Dạ. Đây là một người nữ có cái sao Vũ Tham ngồi địa kiếp. Bây giờ tôi lại mất tôi xin lấy lại. Tôi xin lặp lại. Ngày 4 nữ, ngày 4 tháng 4, đọc lại cho tôi biết. Ngày 4 dạ. tháng 4. Tháng 4. Năm 1958. 58 và người này buổi sáng, 5 giờ sáng. Rồi, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Tôi xin phép trình bày lá số người này như sau. Người nữ này có mệnh Vũ Tham. Nha, Vũ Tham, người bằng mộc. Người bằng mộc có cái mệnh Vũ Tham, tức là cái mệnh mà nó cư ở trong cái nói về cái bản chất và cuộc đời của mình. Nhưng mà thân của người này đó thì có cái sao tử sát. Đây là người đàn bà trưởng thành trước tuổi, một người rất là chịu khó, rất là cực khổ để mà vào trường đời rất là sớm, tạo nhiều cái cơ nghiệp của mình hết tất cả các cái. Nhưng mà đến cái tuổi từ đến tuổi mà 33 cho tới 43 tuổi thì cơ nghiệp mất hết tất cả các cái, phải làm lại. Sau đó thì bắt đầu tạo lại cơ nghiệp của mình. Nói chung thì đây là lá số, một lá số giỏi, tháo vát, cực khổ, làm việc rất là khủng khiếp. Làm việc cái sự sinh hoạt ngoài trần gian là một sự dấn thân, gặp nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà số người này không có được giàu có, là người khá, chỉ có dư chút đỉnh thôi để tạm đủ cho cuối cuộc đời của mình. Lấy chồng là một người tài hoa, giỏi, và từ đó bắt đầu mới đi lên cái cơ nghiệp của mình. Tuy nhiên tôi lặp lại, từ 32 tuổi tới 42 tuổi, 32 tới 35 không được, 35 cho tới 45 cũng không được luôn, 42 tuổi trở đi thì bắt đầu tạo cái cơ nghiệp, sự nghiệp mình để làm lại tất cả mọi bước một, tạo cái cơ nghiệp lại thành trong cách bình thường. Người này tuổi Mậu Tuất, cho nên năm nay Mậu Tham người bậc cơ vi chủ, năm nay riêng năm 2016, năm Bính Thân năm nay hành hỏa, người này có tài lộc, nhớ là có tài lộc của năm nay, nhưng mà tài lộc này cũng tương đối khá thôi chứ không có được thật là lớn, là một năm may mắn, và sẽ cẩn trọng cho tôi việc đi đứng xe cộ và té ngã, bắt đầu từ tháng Giêng cho đến tháng 4 của năm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa xong phần thứ nhất của chương trình Tử Vi Số Mệnh. Phần thứ hai sẽ là phần kế tiếp. Xin quý vị giữ yên trên máy, chúng tôi sẽ trở lại trong bi lát. Xin kính chào quý vị.